Nói trong bài toán này là về neutron và boson star. Thì trước hết thì mình đi về quay về history xem không. Ok, thì như mọi người biết thì trong tự nhiên có hai loại hạt cơ bản, là hạt fermion và hạt boson. Thì fermion là hạt có nửa nguyên spin, còn boson hạt có spin nguyên. Thì những cái hạt mà có nửa nguyên spin thì nó thọ cái Pauli exclusion principle, tức là cái nguyên lý gọi chữ Pauli. Nguyên lý nó nói rằng là hai cái fermion nó không thể có cùng cái trạng thái lượng tử. Ví dụ như hai electron ở trong một cái nguyên tử thì một cái thì spin up, thì một cái khác thì phải spin down. Thì nói trong toán thì nó đơn giản là hai cái hạt fermion đồng nhất thì nó không thể là cả cùng cái wave function. Thì cái hạt neutron thì nó được xếp vào loại fermion, nó được tìm ra bởi James Chadwick năm 1932, và sau đó là ông này được giải Nobel vật lý 1935. Và sau một năm khi mà tìm ra cái hạt neutron này thì có hai nhà thiên văn học thì khi mà họ muốn giải thích cái sự hình thành của cái siêu thông tinh thì họ mới đặt giả thuyết về cái sự tồn tại của sao hơi neutron. Thì đó là giả thuyết, nhưng mà phải tới năm 1967 thì người ta mới thu được những cái tín hiệu đầu tiên về cái sao neutron này, và từ đó người ta biết là sao neutron là thật sự tồn tại mà nghiên cứu tới bây giờ. Thì người ta cũng tính được luôn là nó có một cái giới hạn trên cho cái khối lượng của sao neutron, và cái giới hạn trên này nó sẽ khoảng là 2.3 cái khối lượng mặt trời. Tức là nếu mà cái khối lượng của sao neutron này mà nó lớn hơn cái giới hạn này thì ngôi sao nó sẽ nổ tung mà nó biến thành những ngôi sao khác. Và nếu cái khối lượng của nó quá lớn, đó rất nhiều so với mặt trời, thì nó có thể biến thành black hole, cái hố đen. Thì cái giới hạn trên cho cái khối lượng của sao neutron thì nó được tiên đoán bởi nhà vật lý Chandrasekhar. Thì khi mà ông này tính cái khối lượng tối đa cho cái sao lùn trắng. Vì sao lùn trắng thì được biết tới nhiều hơn. Sao lùn trắng là những cái sao mà nó rất dày đặc, và nó, cái khối lượng của nó thì lớn hơn cái khối lượng mặt trời một chút. Nó dày đặc bởi vì cái khối lượng nó rất là lớn, mà cái bán kính nó rất là nhỏ, nó đâu khoảng vài chục km thôi. Và Chandrasekhar tính được cái giới hạn cho cái sao lùn trắng là 1.44 khối lượng mặt trời. Tức là nếu mà sao lùn trắng khối lượng lớn hơn cái giới hạn này thì nó cũng sẽ bị nổ tung. Và nhưng mà cái thời điểm mà Chandrasekhar tính được cái giới hạn đó là lúc đó mới chỉ có 19-20 tuổi thôi. Thì lúc đó người ta cũng chưa tin lắm. Thì sau này người ta tính toán lại thì người ta mới thấy là cái giới hạn mà ông tính ra là đúng, và được trao giải Nobel vật lý năm 1983. Và khi đó Chandrasekhar nổi tiếng, cho nên cái giới hạn cho sao neutron thì cũng thường được gọi là giới hạn Chandrasekhar. Thì tới năm 1984 thì hai nhà vật lý toán Lý Thiếu Linh mới quyết định là bây giờ phải mô hình hóa toán học cho cái sao lùn trắng này. Nhưng mà khi họ viết cái mô hình toán học cho sao lùn trắng thì nó rất là phức tạp. Tức là họ viết được cái mô hình của nó, nhưng mà nó phức tạp bởi vì cái sao lùn trắng này nó có hai loại hạt là electron và nuclei, hạt điện tích và
đến hạt nhân. Thì hai cái loại hạt này nó tương tác với nhau qua hai cái lực 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 điện từ, tức là lực Coulomb và lực hấp dẫn Newton. Thì họ viết được cái model, nhưng mà trong cái quantum mechanics ấy, thì cái bài toán mean field approximation thì họ không làm được, tại vì họ không biết được cái mean field approximation nó như thế nào, thì họ mới quay sang viết cái phương trình, viết cái model cho neutron star. Thì neutron star thì nó đơn giản hơn, tức là cái model nó cũng tương tự nhưng mà nó ít phức tạp hơn, tại vì neutron star chỉ hình thành bởi những cái hạt neutron thôi, và nó tương tác với nhau thông qua lực lực hấp dẫn Newton. Nhưng mà trong cái bài báo của Leaf với Theorin thì họ chỉ chứng minh được là nếu mà cái khối lượng của sao neutron lớn hơn cái khối lượng giới hạn, lớn hơn 4 lần khối lượng giới hạn, thì ngôi sao nổ tung, tức là không có đạt được cái hằng số giới hạn, mà 4 lần hằng số giới hạn. Xong sau đó thì ba năm sau Lip Yaw mới chứng minh được chính xác là cái ngôi sao nó sẽ sụp đổ khi mà cái khối lượng của sao neutron lớn hơn cái khối lượng giới hạn, cái hằng số là 1. Thì tại thời điểm đó giao là PhD student của Lip. Ok, thì đó là về neutron star, còn về về boson star thì cũng được nói trong bài toán này. Tuy nhiên cái boson star thì nó cũng sẽ được biểu diễn cùng một cái mô hình với neutron star, nó chỉ khác một chút xíu. Nhưng mà rất tiếc là cho tới bây giờ vẫn chưa có một cái bằng chứng nào về sự tồn tại của sao boson. Nhưng mà boson thì nó cũng là một cái đối tượng nghiên cứu trong cái trong trong thiên văn vật lý và toán học, người ta giả định là tồn tại nó để nghiên cứu. Ok, thì bây giờ em sẽ tới cái mô hình mà Lip Thurin đưa ra. Thì mô hình của họ thì cái neutron star thì sẽ được biểu diễn bởi một cái Hamiltonian bởi n particle, n hạt. Thì cái kinetic energy là relativity mà nó lập là square root mà nó lập Laplace là m mũ 2. Thì m ở đây là cái mass của hạt neutron, cái khối lượng neutron. Và các cái hạt này nó tương tác với nhau theo lực hấp dẫn Newton là 1 chia x trừ 1 chia x, và các ba ở đây là nó đo cái mức độ tương tác. Thì ở đây cái Hamiltonian này nó sẽ act trên 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 Hilbert space là anti-symmetric, còn là hai R3 sẽ Q, ở đây Q là số lượng cái spin. Thì trong tự nhiên là số lượng spin là 2, có spin up, spin down. Thì trong mô hình toán thì spin ở đây là một số nguyên. Mà trong tính toán thì để cho đơn giản thì lấy spin left, tức là Q bằng 1. Thì cái mô hình này nó cũng được dùng để mô tả boson star. Thì cái Hamiltonian thì giống y chang, chỉ khác là cái Hilbert space lúc này là cái nó là symmetric Hilbert space, cho nên là 2R3. Mà cái Krauss space là bottom spectrum của hạt nó, tức là tính cái infimum của cái expectation của hạt nó với bất kỳ một quay function beside nó. Mà cái vấn đề ở đây là cho dù trong cái stable regime, tức là trong cái regime mà nó ổn định thì nó cũng không có ra sai, bởi vì cái hát này nó là translation invariant. Và
Và cái sự sụp đổ của ngôi sao neutron thì nó sẽ tương ứng với việc là cái Krausteins này là không bị chặn dưới, nó mà cái số lượng particle nó lớn hơn, nó rất là lớn lớn hơn cái Chandrasekhar limit. Thì Chandrasekhar limit ở đây sẽ là hằng số Tauchy chia cấp 3 mũ 3 phần 2 cho neutron, và omega, hằng số omega c chia cho cấp 3 cho boson. Thì tại sao cái hằng số này thì người ta sẽ tính, bây giờ người ta sẽ đặt hết tất cả những cái particle này trong một cái quả cầu, ví dụ như B0R, thì người ta sẽ tính cái kinetic energy nó sẽ ra được là N mũ 4 phần 3 chia R cho fermion, cho neutron, và nó sẽ bằng N chia cho R cho boson. Còn cái potential, cái Newton interaction thì nó sẽ là N bình phương chia R. Như vậy cái N bình phương chia R mà có nhân thêm cấp 3 nữa, thì khi mà lấy cái tỷ lệ giữa cái potential với lại cái kinetic đó, thì nó sẽ được là N mũ 2 phần 3 nhân cấp 3 đối với neutron, và cái tỷ lệ nó sẽ là N nhân cấp 3 đối với boson. Như vậy cái hệ số ổn định ở đây sẽ là N mũ 2 phần 3 nhân cấp 3 cho fermion, cho tức là nếu nó lớn hơn một cái hằng số nào đó thì cái ngôi sao sẽ sụp đổ. Đối với boson thì hệ số ổn định nó là N nhân cấp 3, lớn hơn hằng số nào đó thì nó sẽ sụp đổ. Thì trong bài toán này em sẽ cái vấn đề mà em mà muốn làm sẽ là nghiên cứu cái hành vi nội tung của behavior của neutron và boson, khi mà cái số lượng hạt lớn thì nó vô cùng, và cái hệ số ổn định nó tiến vào cái critical limit. Thì ở trong cái giới hạn mà n tiến nó vô cùng thì đó là một cái bài toán mean field approximation, thì cái đó là bài toán quan trọng trong many body quantum mechanics. Nhưng mà đây em muốn nghiên cứu thêm về cái hành vi nội tung của cái ngôi sao neutron và boson, phải lấy thêm một cái limit nữa. Ok, thì bây giờ Tauchy với là omega c là cái gì? Thì trong slide tiếp theo em sẽ nói về hai cái hằng số này. Thì Tauchy là một cái optimal constant trong một cái Hadley-Littleworth solid inequality. Thì ở đây mọi người sẽ thấy cái hằng số KCL, thì KCL này nó sẽ là một cái hằng số cái optimal constant trong cái Littlewood inequality, cái relativity expansion của nó. Thì cái Littlewood inequality ban đầu là nó được dùng để estimate cái tổng cái eigen value, tổng cái negative eigen value của một cái toán tử Schrödinger. Thi ơi, cho em nhắc lời một chút, có một câu hỏi này em đọc ở phần group chat. Của bạn Huy Trần. Huy ơi, em có thể hỏi Đình Thi về câu hỏi của em được không? Hi Huy. Em Thi. không hiểu là các tác dụng như thế nào và state space là. Ok, em có thể thể tiếp tục. Bạn có thể nói là anh để giải thích câu hỏi của bạn được không? Là sao? Tức là em đọc rồi nhưng mà em cũng không hiểu lắm, thì bạn có thể giải thích cái câu hỏi của bạn được không? Anh hồi nãy anh yêu cầu Thi là mở
mở mic lên rồi hỏi em. Ok, em cứ tiếp tục rồi một lát em sẽ trả lời. Ok. Thì cái lý thuyết mình coi đây là được sử dụng để mà estimate cái số lượng cái negative eigen value của một toán tử Schrödinger. Thì cái lip steel inequality với cái optimal constant thì tới bây giờ nó vẫn là một cái bài toán mở, và người ta chỉ chứng minh được nó với một cái constant nhỏ hơn cái optimal constant. Thì đây em viết cái dạng kinetic energy inequality của lip steel inequality. Và ban đầu nó chỉ được viết cho toán tử non-relativity mà nó đặt lá xanh, nhưng mà một số kết quả tương tự cho fractional đặt lá xanh cũng cũng đạt được bởi OBC. Và đây cái hàng số tau c này được tính một cách chính xác, tính tính numerical, và cái sự tồn tại của cái minimizer, cái optimizer chạy hết dưới cái lab thì được chứng minh bởi leap of thought, và nó tồn tại và duy nhất như là up to và cái optimizer nó là radial bởi vì rearrangement inequality. Và đây em sẽ chọn cái optimizer có cái đẳng cấp này bởi vì để tiền cho em formulate cái theorem phía sau. Và tính chất của cái optimizer này là nó có compact support và nó giải cái phương trình lần em dành. Thì có thể mọi người không có quen với cái phương trình lần em dành này, nhưng mình ví dụ như mọi người lấy cái hàm f convolution với một chữ x thì đẳng làm u đây, thì lấy cái Laplace của hàm u đó thì nó sẽ bằng f, mà f sẽ bằng là u trừ hai một trừ hai phần ba mũ ba, thì đó là lần em lên cho xanh nó thường thái. Thì đối với boson thì cái hàng số omega c ở đây nó sẽ là nó cũng là một cái optimal constant trong một cái Galilean inequality, và cái hàng số omega c này nó không được tính chính xác là bao nhiêu, nhưng mà chỉ biết là nó giữa 4 chia pi và 270. Thì cái lambda bao ở đây nó bởi vì cái HD cái tôi nhưng có một chữ ít là nhỏ hơn 2 chia pi square Anh root đoán -8. cái bất đẳng thức này là anh Giặc hoặc là anh Quang Hoàng là cũng đã chứng minh rồi, cũng đã tìm ra được cái minima gì đó. Nhưng mà cái duy nhất thôi. À, cái này anh không biết nhưng mà hai ảnh làm cái bất đẳng thức này tìm minima này rất nhiều. Tức là tính được cái omega c luôn, C. Ừ. tức Anh là cũng tính chưa. được chính xác luôn. Thì cái đó em không biết. Thì để em tiếp tục là cái sự tồn tại của minimizer này, không biết, nhưng mà nó được chứng minh đầu tiên bởi bởi Lip Yao trong cái bài báo của họ về neutron và boson star. Và đây cái minimizer nó cũng gây ra bởi cái rearrangement inequality mà chọn có cái đẳng thức này cũng là tiền mà em phải gây cái theorem phía sau. Thì đây cái minimizer nó sẽ tỏ cho là đang quay sang, và cái câu hỏi ở đây là cái sự duy nhất của kinh nghiệm của cái phương trình này. Phương trình này thường gọi là Hatcher equation, và cái sự duy nhất của cái solution của phương trình này thì tới nay nó vẫn là một cái vấn đề mở, và chỉ có một cái kết quả nhỏ của Enol Lensman là chứng minh được là nó duy nhất nghiệm nếu mà cái mass của nó rất là nhỏ, tức là cái L2 norm của B nhỏ epsilon. Còn còn chứng minh cho trường hợp tạm vá thì tới nay vẫn là một mở. Thì đây bởi vì mình không biết cái sự tồn tại duy nhất nghiệm, cho nên cái nó sẽ làm cho
thì cái chứng minh của cái định lý mà em sẽ nói phía sau nó rất là khó. Và đây em sẽ ký hiệu gn là tập tất cả những cái Gradient Inverse Solution. Ok, thì bây giờ em sẽ quay lại nói về một chút về kết quả của clip giao. Thì trong cái subcritical regime, là cái trong stable regime, thì họ chỉ chứng minh được cái mean field approximation. Là khi họ fix cái stability parameter, cái hệ số ổn định tô là kappa N2 phần 3 đối với fermion nhỏ hơn cái tô C, là chứng minh được cái quantum energy per particle nó hội tụ vào cái Chandrasekhar energy. Thì Chandrasekhar energy này nó là một cái phiên bản tương tự như là cái Thomas Fermi theory trong trong atomic physics. Thì trong atomic physics nó làm cho non-relativity mà nó lập lại sao, để mình làm trong square root mà nó lập lại sao. Thì nhưng mà ở đây mình không gọi nó là Thomas Fermi theory, mình gọi là Chandrasekhar theory, bởi vì Chandrasekhar sử dụng cái lý thuyết này để mà tính ra cái Chandrasekhar limit cho sai luồng trắng. Thì cái Chandrasekhar theory của ông nó như nó khác cái này, tại vì cái này là làm cho neutron star. Thì đây ở đây cái kinetic energy là nó được tính bởi cái mình lấy tích phân của cái momentum trong cái phase vậy. Còn còn cái số hạng cái interaction term, cái số hạng phía sau nó thường gọi là director. Nó làm cái approximation của cái Newton interaction. Thì nó cũng thường được sử dụng trong vật lý. Thì đó là đối với neutron, còn đối với fermion thì mình cũng fix cái hệ số ổn định là kappa n nhỏ hơn cái omega c. Thì họ cũng chứng minh được cái mean field approximation, quantum energy và particle nó tụ về cái hg energy. Thì ở đây đối với những hạt boson thì nó không tuân theo cái nguyên lý loại trừ Pauli. Thì những cái particle nó có thể có cùng cái quantum state, cái cùng trạng thái lượng tử. Thì cái đơn giản nhất là mình lấy cái wave function đó là u tensor n. Thì mình lấy cái expectation của hn với u tensor n thì mình sẽ được cái hg theory, cái hg function n. Nó rất đơn giản đối với boson. Thì thêm một cái nữa là cái Chandrasekhar energy thì nó sẽ không bị chặn dưới nó, mà cái tô cái hằng số ổn định nó lớn hơn tô C, mà cái hằng số cái hg energy nó không bị chặn dưới, nó omega lớn hơn omega C. Đó là tất cả những thứ mà làm trong bài báo. Thì nói thêm một chút về cái chứng minh dành cho neutron. Thì tại vì như đã nói ở trước á, là cái relativistic literary inequality mình không có được cái bản thức này với sát constant. Nhưng mà trong trong bài báo của clip giao á, thì vượt qua được cái khó này là dùng một cái đánh giá là đánh giá cái kinetic energy, đánh giá chặng dưới nó bởi cái hằng số KCL, đúng chính xác KCL nhân cho tích phân của rho gamma chập với là một cái Gaussian function là mũ 4 phần 3, tất cả mũ 4 phần 3. Thì cái điểm ở đây là cái mass của cái convolution nó không thay đổi, tức là cái tích phân của rho gamma chập với Gauss function thì nó vẫn bằng tích phân của rho gamma. Thì sử dụng cái đặc điểm đó thì họ sẽ chứng minh được cái sự hội tụ của ground state energy. Okay, đó nó là tất cả những các bạn trong bài báo của clip giao. Thì bây giờ quay lại cái bài toán mà em muốn làm. Thì đây em có một cái bức tranh tổng quát về cái bài toán em sẽ làm. Thì đối với fermion thì
Mình muốn nghiên cứu các can vi nội tôn của cái xe neutron từ many body program từ n body Schrödinger. Thì mình muốn chứng minh nó sẽ hội tụ với cái lan em đang solution này, thì nó phải thông qua cái Chandrasekhar theory, bởi vì nó là semi classical theory. Thì như cái bước đầu tiên là hiểu được cái plot của neutron star trong cái semi classical theory này. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là đối với cái n body theory mình không có cái ground state, tức là mình vẫn có thể nghiên cứu được cái hành vi nội tôn của cái energy được, nhưng mà đối với ground state thì không được. Thì đối với fermion thì ở đây mình sẽ có một cái intermediate interpolation theory, tức là nó là Hitchcock-Borel theory. Thì cái HFB theory này là nó được derived từ cái many body theory bởi Bath, Forbes, Johnson, và nó là một cái dạng mở rộng của BCS theory. BCS theory nó là nó được dùng để mô tả cái hiện tượng siêu giảm, và gần đây người ta chứng minh được là tại cái critical temperature, tức là cái nhiệt độ giới hạn đó, thì cái BCS theory nó sẽ suy ra được cái Kinboot lan đạo màu đỏ. Nếu mà người hứng thú thì có thể đọc cái bài báo của Frank Hensel, Salinger và Solovay. Thì trong cái bài toán này em sẽ làm cái flow up của neutron star từ cái HFB theory. Còn thì cái HFB theory nó vẫn là operator theory, nhưng mà nó sắp xếp cái n-body theory tốt hơn cái Chandrasekhar theory. Và cái sự tồn tại của HFB minimizer thì được chứng minh bởi Enno Lensman và Matthew Lewin. Còn đối với boson thì cũng tương tự vậy, mình phải học cái hành vi nội tôn của cái sao boson trong cái semi classical Hg theory trước tiên, và sau đó mình sẽ đi từ cái many body theory tới cái Galileo Nirenberg solution này trực tiếp, bởi vì mình không có cái interpolation theory nào đây hết. Nhưng mà vẫn là cái vấn đề là ở đây không có gap size, thì thường mọi người làm thì mọi người sẽ thêm một cái external potential vào, thêm một cái potential thêm vào để cho đảm bảo cái hàng có gap size. Thì nói thêm một chút là ở cái mean field approximation cho boson này, thì ngoài cái chứng minh của Lip Yao, thì nhóm của Lewin, Nam và Ruggieri thì gần đây họ chứng minh lại được cái sự hội tụ của energy này, và cái tool mà họ dùng là quantum definite theory. Thì nó là cái tool mà phát triển gần đây và giải quyết được một lớp cái bài toán cho boson. Ok, thì bây giờ em sẽ đi trước tiên cái kết quả dành cho sao neutron trước. Thì như đã nói thì cái kết quả đầu tiên thì mình phải hiểu cái plot của neutron star trong cái semi classical theory này. Thì tại vì cái Chandrasekhar theory này nó chỉ là một cái functional theory, cái kinetic energy này nhìn nó rất là phức tạp, nhưng mà mình có thể tính toán nó ra một cách tương mình theo cái function rho này. Cái công thức nó hơi dài thôi, đây em không có viết ra. Thì nó là functional theory, thì nghiên cứu các hành vi nội tâm của neutron star trong theory này khá là đơn giản. Thì đây
Mình sẽ chứng minh được là tại vì cái functional này là translation invariant thì up to translation thì cái scaling của cái minimizer nó sẽ hội tụ về về lan solution. Và thứ hai là mình sẽ có cái asymptotic formula cho cái transition energy. Thì ở đây cái length scale mà square root tau c minus tau thì nó sẽ được thì nó sẽ được xác định khi mà mình khai triển cái momentum square root mà nó lập lá xanh cộng mở bình phương, mình khai triển nó ra cái bậc đầu tiên, cái leading order nó sẽ là square root mà nó lập lá xanh, còn second order sẽ là mở mũ 2 chia 2 square root mà nó lập lá xanh. Thì thế cái này vào trong cái kinetic energy thì mình sẽ tính ra được cái energy nó sẽ như thế này, và sau đó mình sẽ optimize cái energy cho tất cả là dương, thì sẽ được cái length scale là tau c minus square root tau c minus tau, thì nó khá là đơn giản. Thì sau đó như đã nói thì mình sẽ làm tiếp trong cái Hartree-Fock Boer theory. Thì trước khi nói về Hartree-Fock Boer theory thì mình phải thì thường là mình phải biết cái Hartree-Fock theory trước. Thì cái Hartree-Fock theory nó thu được khi mà tức là Hartree-Fock functional mình đạt được khi mà mình lấy expectation của H nó mình apply lên cái lấy expectation của hạt n với cái slider determinant. Thì cái slider determinant ở đây nó là determinant của cái autonomous family beside i trong trong L2 L3. Thì khi mà mình tính ở đây mình tính cái gamma beside n nó là one body density matrix của beside n slider, nó sẽ có công thức của nó là n nhân cho Bartle trace của cái autonomous projection của beside n, sorry ở đây nó là beside n slider. Mình lấy cái Bartle trace cho n trừ một particle, thì khi mà tính toán ra thì nó sẽ được nó là một cái finite rank projection của cái autonomous family beside i đây. Thì có nghĩa là cái density matrix này nó là nó có chính xác n eigenvalue nó là một, tất cả đó là một. Thì cái gamma này nó vẫn có cái Pauli exclusion principle, gamma lớn không và nhỏ một, và thì khi mà mình chọn cái trial state là slider determinant thì cái Hartree-Fock energy nó sẽ là một cái upper bound chặn cho cái quantum energy, và mình có thể chứng minh trên và đây cái Hartree-Fock functional nó sẽ viết giống y như cái Hartree-Fock functional đây mà bỏ đi cái bearing term alpha đi, thì khi mà mình viết nó theo dạng một cái dạng compact thì nó sẽ được như thế này. Một cái nữa là ở đây cái gamma xi mũ 2 này thì trong vật lý nó gọi là exchange term, thì nó sẽ được đánh giá, nó sẽ được control bởi cái kinetic energy, nhưng mà nó lại đi với nó couple với lại cái thằng cấp 3, mà đây cái limit regime của mình là n tiến vô cùng bằng bằng n mũ 2 phần 3 cấp 3 nhỏ hơn một hàng số, thì n tiến vô cùng thì cấp 3 tiến vô không. Thì trong cái limit regime thì cái thằng exchange term này nó không có đóng góp gì hết, cho nên mình có thể bỏ qua nó. Và nếu mà bỏ qua cái exchange term này thì cái phần còn lại tức là cái kinetic energy với lại cái direct term này
thì cái energy của nó mình có thể chứng minh được nó là chặng dưới của cái Chandrasekhar energy. Như vậy là cái H4 energy nó là một cái interpolation theory giữa cái N-body và lại Chandrasekhar, cái semi-classical. Thì ở đây khi mình xét cái H4 Weberg theory thì mình có thêm một cái bearing term alpha. Thì alpha ở đây nó là một cái Hilbert-Smith operator, anti-symmetric. Và thật ra ở trong cái bài toán này alpha nó cũng không có đóng góp gì nhiều. Tại vì cũng tương tự giống như exchange term, thì cái bearing term này nó bị control bởi cái kinetic energy. Và nó cũng couple với lại cấp 3, nó cũng nhỏ. Và trong cái limit regime cấp 3 thì nó tiếng vô cùng cấp 3 tiếng nó không thì nó cũng không có đóng góp gì. Nhưng mà có hai điểm ở đây. Thứ nhất là khi mà thêm cái bearing term này thì mình sẽ giảm được cái năng lượng của cái H4 energy. Thì khi mà giảm được H4 energy thì có nghĩa là mình sắp xếp được cái N-body theory nó tốt hơn. Và thứ hai là Enno Lensman với Matthew Levin chứng minh được là khi mà xét cái H4 theory này khi mà có cái non-zero alpha, cái bearing term alpha ở đây thì cái minimizer nếu mà nó có tồn tại thì nó sẽ là infinite range projection, tức là nó sẽ có infinite eigenvalue. Và đây cái sự tồn tại của minimizer thì nó được đảm bảo khi mà cái trace gamma bằng n, tức là cái n này có thể hiểu là cái number particle, thì nó nhỏ hơn cái critical limit. Thì critical limit này nó được cho asymptotically bởi cái Chandrasekhar limit, khi mà cấp 3 tiếng mà còn thì nó rất hợp lý, tại vì mình xét cấp 3 xét cái limit regime là cấp 3 tiếng mà còn. Và đây hoặc có cái hai cái assumption thêm nữa là mình làm mass of particle là strictly positive và cái cấp 3 nhỏ 4 dB. Tất cả những cái assumption này đều là có ý nghĩa vật lý hết. Thì thêm nữa là họ chứng minh cái năng lượng H4 Weberg energy thì nó sẽ đúng bằng cái Chandrasekhar energy. Nhưng mà thật ra cái chứng minh này nó là chứng minh của clip giáo. Thì cái idea của clip giáo như đã giải thích ở trước thì cái, nó cũng tương tự như vậy. Ok, thì sau khi đã biết cái H4 Weberg theory thì mình sẽ làm tiếp. Bây giờ mình sẽ có một kết quả trong cái tổ hợp neutron star trong cái lý thuyết này. Thì ở đây mình sẽ cho cái hằng số cái hệ số ổn định cấp 3 n 2/3 nó tiến về Tauci cách chậm. Tosi minus tosi bằng chữ beta. Beta giữa 0 và 1 bằng 9. Mình sẽ được cái asymptotic formula cho cái H4 Weberg energy. Cái này nó follow từ cái Chandrasekhar energy. Thì cái asymptotic này nó từ cái estimate giữa hai cái energy. Thì cái sai số ở đây nó sẽ là n mũ trừ 1 phần 9. Thì muốn các cái asymptotic behavior thì giả sử là tổ n nào tổ chạm về tổ c như thế này. Và bây giờ mình lấy một cái minimizer cho cái H4 Weberg energy. Thì ở đây em sẽ thu được cái sự hội tụ của cái sự hội tụ của density rho của gamma n. Thì ở đây trong cái Chandrasekhar theory thì mình sẽ được cái hội tụ mạnh trong không gian lr từ 1 tới 4/3, nhưng mà đây mình cũng được cái hội tụ đó, nhưng mà mình mất đi cái trường hợp 4/3
Thì cái lý do là mình ở đây mình không có được cái sáp Lithuania quality. Cái thứ hai ấy, là như đã giải thích ở trước là cái barium nó không có contribution và cái lithium đó, cho nên nó cũng không có nó không có cái profile ở đây. Thì cái chứng minh của cái định lý này thường tập trung ở cái chứng minh cái sự hội tụ của cái minimizer. Thì cái idea thì mình sẽ mượn cái idea từ cái chứng minh của Lewin và Lanzmann. Thì ở đây để cho các bạn sinh viên biết thêm thì mình nói sơ qua về cái chứng minh của Lanzmann với Lewin. Thì cái chứng minh dựa vào cái concentration combined method của Lyon mà và Lyon được cái giải phiêu nhờ cái phương pháp này. Thì cái khó trong cái chứng minh của Lanzmann và Lewin là chứng minh cái strict binding inequality, nhưng mà cái idea của họ là họ chứng minh cái strict binding inequality khi mà tức là họ chia cái energy thành hai phần nhỏ, và họ chứng minh cái strict binding inequality khi mà hai phần nhỏ nó có graphite, nó có minimizer. Thì đối với cái functional theory ấy, thì khi mình chứng minh cái strict binding inequality thì mình sẽ chọn một cái trial state rất đơn giản, tức là lấy tổng của minimizer của hai thằng kia là sao. Nhưng mà ở đây đối với operator theory thì nó phức tạp hơn nhiều, và ở đây cái thằng gamma nó phải thỏa cái Pauli exclusion principle, gamma giữa không với một. Thì và họ làm thêm, tức là họ localize cái minimizer của một thằng trong một cái body domain, rồi họ cũng làm tương tự với thằng kia, nhưng mà họ translate cho nó ra xa một chút, tại vì cái function ở đây là translation invariant. Thì khi họ translate ra thì hai cái state đó nó có comeback rất là nhiều, nó có support rất là nhiều. Thì khi mà lấy tổng lại thì nó sẽ vẫn thỏa cái Pauli exclusion principle. Nhưng mà khi đó thì họ phải 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 chứng minh được cái decay cái minimizer. Thì đó là một cái rất khó trong cái bài báo đó. Thì ở trong cái chứng minh của cái định lý này thì em sẽ mượn cái idea trong cái idea của họ. Và đây giải thích rõ hơn được concentration combined method. Thì đây mình localize cái state này ở trong một cái miếng bị chặn, một cái quả cầu bê công ra. Thì sau đó mình lấy cái limit cái nó tiến vô cùng, thì cái thằng này nó sẽ hội tụ mạnh, và sau đó mình lấy cái limit ra tiến vô cùng, đặt cái số này là nil. Thì ở đây có ba trường hợp, tức là nil bằng không, nil giữa không giữa một và nil bằng một. Thì cái mục đích là mình sẽ thu được nil bằng một thì cái thằng rho gamma n tilde này nó sẽ hội tụ mạnh với cái Lanyard solution. Thì đây mình phải loại bỏ được cái trường hợp vanishing, tức là nil bằng không. Thì đây là đã mình loại bỏ nó bằng cách là khi mình nêu bằng không thì mình sẽ biết là cái rho gamma n này nó sẽ hội tụ mạnh về không trong trong không gian LR giữa 1 với 4 bằng 3. Thì nó sẽ thì suy được cái Dirac term nó hội tụ về không. Nhưng mà khi mà mình estimate cái transfer secant energy này, vậy là cái H4 energy, thì mình sẽ chứng minh được cái Dirac term nó sẽ lớn hẳn không, thì mình nó đủ lớn. Còn khi mà nil nó bằng một, tức là cái rho gamma n ngã này nó hội tụ mạnh và một cái thằng rho bất kỳ, thì mình sẽ chứng minh được cái thằng rho này chính là Lanyard solution. Thì cái này nó sẽ được chứng minh bởi cái lemma ở đây. Khi mà gamma n nó là thỏa cái Pauli exclusion principle,
và cái role này nó tính nó chủ yếu là một đăng role. Thì mình sẽ có kinetic energy mình đánh giá tầng dưới bởi cái k sẽ là tức đăng role 4 và ở đây cái mình đạt được cái đúng hằng số k sẽ là trong cái distributed inequality. Thì tức là cái đánh giá này nó chỉ đúng trong 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 cái limit regime thôi. Thì cái chứng minh của cái này nó cũng từ nó cũng tương tự như cái chứng minh của cái literal inequality. Tại vì khi literal inequality là estimate cái number of negative eigenvalue phân tử Schrödinger. Còn cái chứng minh này sẽ sử dụng cái vai asymptotic. Tức là cái asymptotic là tổng cái negative eigenvalue của phân tử Schrödinger. Thì cái vai asymptotic nó sẽ cho chính xác cái hằng số k sẽ là nhưng mà còn một cái trường hợp nữa là khi mà cái thằng nil này giữa 0 với 1 thì làm sao thì bây giờ mình mượn cái cách của Lensman với Lewin chia cái energy này ra mình chia cái energy này thành một cái energy trong một cái viên bị chặn và một cái energy of mass ở sai vô cùng. Thì trong cái viên bị chặn thì mình sẽ sử dụng cái lemma phía trước thì mình sẽ đánh giá nó bởi cái Chandrasekhar energy cái Chandrasekhar energy một cái nó và nó đoán cái Chandrasekhar energy thì đây sẽ được là mình có một cái contradiction là cái Chandrasekhar energy này nó bằng không với mọi nil giữa không với một nhưng mà nó không có minima chứ nhưng mà đây mình chứng minh là nó có minima chứ thì mình có cái contradiction. Nhưng mà có một cái vấn đề nữa ở đây là cái energy of mass mà tại vô cùng thì không biết không có cái tính chất nào của nó cho mình không biết nó có bằng không hay không. Thì bây giờ mình mượn cái idea của Lensman với Lewin là bây giờ cái thằng mass tại vô cùng này á, thì nó cũng khác không, nó không có vanishing. Thì sau đó nếu mà nó hội tụ mạnh về một thằng nào đó thì mình lại có thể sử dụng cái lemma phía trước để mình đánh giá nó cũng tương tự bởi một cái Chandrasekhar energy, tức là Chandrasekhar energy cũng 1 trừ nil. Thì cái đó cũng ăn không. Nếu mà nó không hội tụ mạnh về một cái thằng nào đó, tức là mình lại quay về là cái trường hợp này, cái trường hợp mà cái thằng nil giữa 0 với 1. Thì bây giờ làm sao thì mình lại lặp lại cái quá trình đó một lần nữa, tức là mình chia cái năng lượng nó ra hai phần tiếp. Thì một phần ở trong cái body domain và một phần ở xa infinity. Thì trong body domain thì cái đó cũng ok, còn cái phần xa tại infinity thì không biết. Nhưng mà khi mà mình làm cái bước đó thì mình lại giảm được cái mass tại infinity một chút. Mà mình có thể làm cái đó infinite lần. Thì khi làm cái chuyện đó thì mình cứ giảm biết cái mass đó. Và khi giảm nó đủ nhỏ rồi thì mình có thể sử dụng cái literal inequality. Và cái non-self constant thì mình có thể nói rằng cái energy của mass tại vô cùng nó không ăn là sao. Tức là cái limit này là không ăn. Thì đó là cái idea mình mở từ Enno Lensman với Lewin. Ok, thì đó là đối với neutron. Thì đối với boson star thì cũng tương tự vậy, mình phải học cái kết cấu của boson star trong cái Hg theory, trong cái semi classical theory. Thì đây mình sẽ chứng minh được là khi mà cái hằng số ổn định nó tiến vào cái critical number omega c thì mình được cái sự hội tụ của scaling của cái Hg minimizer up to translation thì nó hội tụ với một cái thằng critical number optimizer và mình cũng có được cái asymptotic formula cho cái Hg energy
cái scaling cái land scale mà square root omega c minus omega đây thì cũng xác định tương tự như trong trong Jessica theory, là mình giả sử cái minimizer nó collapse với cái thằng b, cái thằng Galilean-Hilbert solution này thêm một cái land scale l, và mình cắt expansion của cái momentum này thế và cái hg energy, mình sẽ sau đó mình optimize cho nên là thì đối với boson thì nó sẽ đơn giản hơn so với neutron. Ok thì cái này là functional theory thì nó khá đơn giản. Thì cái kết quả tiếp theo là mình sẽ làm cho cái many body theory. Từ đây như đã giải thích, mình phải để mà có được cái sự hội tụ của ground state thì tại tại vì cái hát nó ban đầu nó không có ground state, thì giờ muốn nó có ground state thì mình phải thêm một cái potential, và đó mình sẽ chọn một cái potential nữa là trapping potential x một pi thì giờ không với một. Thì dĩ nhiên muốn làm được cái product của boson star trong cái model này thì mình phải mở rộng cái kết quả cho semi classical HG theory. Thì cái kết quả trước nó được mở rộng một cách dễ dàng cho cái model mà có thêm một cái external potential V. Thì đối với many body product thì đây mình sẽ có khi mà mình cho cái hệ số ổn định này nó hội tụ chậm và cái hằng số omega c thì sẽ được cái asymptotic formula cho cái ground state energy. Thì cái này nghĩ như nó luôn luôn follow từ cái hg energy, tức là mình đánh giá ở đây nó rất đơn giản là cái ground state energy là nó có một cái chặng trên là cái hg energy, còn cái khó trong ba clip giao là tính cái chặng dưới thì họ tính được cái chặng dưới của nó bởi cái hg energy và sai số là n mũ trừ 1/3. Thì đó là lý do vì sao ở đây thì giả sử anh sai không 1/3 thì trong bài của họ không có cái potential, cái external potential vì, nhưng mà cái kết quả của họ kiểm tra thì có thể kiểm tra là nó vẫn đúng khi mà mình có thêm cái external potential. Thứ hai là mình có một cái sự hội tụ của ground state. Thì cái hội tụ ground state thì ở đây sẽ được biểu diễn thông qua cái k-particle density matrix. Thì nó là trong vật lý nó thường gọi là Bose-Einstein condensation. Thì đây mình chứng minh là cái scaling của cái ground state nó hội tụ về Galilean-Hilbert, nó condensate trong cái Galilean-Hilbert solution. Thì nghĩa là k-particle density matrix hội tụ về combination của cái k-particle density matrix của cái Galilean-Hilbert solution hội tụ trong Chi's class. Thì đây cái k-particle density matrix thì định nghĩa là lấy particle Chi's n trừ k particle của cái autonomous projection phi n. Thì đây trong cái chứng minh của định lý này thì cái tool nó sẽ là quantum affinity theory và cái quantitative version của quantum affinity theory. Thì những cái tool này là được phát triển bởi nhóm Lewin Nam và Rogeri. Thì cái quantum affinity theory nó mô tả cái limiting profile của cái k-particle density matrix. Khi mà mình biết nó hội tụ mạnh và một cái thằng khi mà mình biết nó hội tụ mạnh trong Chi's class thì cái limiting profile của nó sẽ là cái convex combination của cái
khai báo được density matrix của limiting profile. Thì đây nó là cái non-reversible solution. Thì ở đây mình chỉ bạn nào mình khi mà mình có cái external potential ở đây thì mình sẽ sử dụng cái tính resolvent compactness của cái toán tử square root Laplace cộng với v, mình sẽ được cái hội tụ mạnh của cái gamma b psi n k này, thì nó sẽ hội tụ mạnh về về một cái dạng như thế này. Nhưng mà chỉ được cái measure d mu này nó có support ở trên một cái unit sphere rồi, s là 2. Thì cái khó là làm sao chứng minh được cái measure này nó thật sự là nó support trên cái gradient non-inverse solution. Thì ở đây còn 2 phút nữa thì mình sẽ nói có hai slide để nói với cái idea để làm cái chuyện này. Có hai ba slide thì tôi nhắc lại thì cái method là mình sẽ dùng cái quantum quantitative version của quantum infinity theory. Thì đây mình sẽ sử dụng một cái localization để đưa cái bài toán về cái finite dimensional subspace. Mình sẽ xét một cái spectral projection bề trừ. Nó spectral projection của cái one particle operator square root mà nó là Laplacian cộng n phương cộng v mà dưới một cái energy cutoff n l, thì cái thằng n l này nó sẽ tạo một cái error term và mình sẽ optimize là sao. Thì thứ nhất là mình sẽ có được cái dimension của cái b, cái toán tử b trừ này nó sẽ là tổng của các cái negative, tổng của các cái eigen value của cái toán tử h này dưới cái energy cutoff l, và bằng các cái CLA bound này, cái CLA bound này nó tương đương với literal inequality, thì nó sẽ estimate được bởi cái tích phân của v trừ l ba, tính được nó sẽ là ba cộng ba trừ trừ p. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái localization method. Mình lấy, ở đây mình sẽ viết lại cái expectation của HN với bất kỳ vài function nào, thì viết nó theo cái one particle density matrix, two particle density matrix. Thì đối với cái kinetic energy thì mình estimate rất là dễ, tại vì b minus thì nó nhỏ một, thì không có cái error term nào hết. Nhưng mà để estimate cái interaction này thì nó sẽ tạo ra một cái error term. Tại vì mình tại vì cái thằng ở trên thì nhỏ hơn thằng ở dưới. Nhưng mà sorry, cái thằng ở trên thì lớn thằng dưới, nhưng mà bởi cái dấu trừ vô thì nó lại ngược lại. Thì giờ cái thằng error term này thì nó bao gồm 7 số hàng, tại vì khi mà mình khai triển mình lấy 1 bằng b cộng cộng b trừ. Thì viết ra nó sẽ có 8 số hàng. Thì cái error term nó sẽ là cả 7 số hàng. Và cái số hàng mà phức tạp nhất thì đây mình biết là số hàng phức tạp nhất là như thế này. Bây giờ nó sẽ estimate bởi cái Hardy Kato inequality. Thì đây và mình có là B minus thì nhỏ hơn H chia L. Thì mình có estimate này. Thì đây mình sẽ thấy là cái error term này nó sẽ bao gồm cái moment mình cần phải có cái moment estimate để mà control những cái error term này. Thì đây cái first moment ở đây thì mình thì nó sẽ được suy ra từ cái phương trình, tại vì mình có psi n là ground state, mình có phương trình h n psi n là bằng năng lượng n e n nhân với psi n. Còn đối với cái second moment thì mình cũng sử dụng cái phương trình đó, nhưng mà mình lấy square của cái HN này, và khi mà lấy square của HN thì mình sẽ có mình phải cần phải control được cái cross term ở đây giữa cái kinetic và cái interaction. Thì cái cross term này thì sẽ được estimate bởi một cái Hardy Kato inequality. Nhưng mà đây nó có khác một chút là
là không không phải là cái phiên bản đó là một cái phiên bản average của cái HDK tôi như thôi, thì mình có là một chia ít một chữ ít hai nhỏ nhỏ hơn b chia hai square root mà nó lập lá xanh ít một, và nó cũng nhỏ hơn b chia hai square root mà nó lập lá xanh ít hai, nhưng mà đây mình lấy cái trung bình của nó. Thì cái báo thức này nó được chứng minh bởi cái HD inequality. Thì không có thời gian để đi vào chi tiết của nó. Thì còn một cái bước cuối cùng là khi mình đã có hết tất cả những estimate thì mình bỏ vào cái localization phía trước, mình sẽ estimate được cái quantum energy estimate ở dưới bởi cái HG energy, và mình lấy cái convex combination trên cái unit sphere B trừ là 2, và đây mình phải sử dụng một cái continuity continuity Lewin-Nam-Ruggieri là estimate được cái này bởi 4K dimension B trừ N chia cho N. Thì cái thằng này là cái error term mà mình có. Thì sau đó mình phải cái error term này là phụ thuộc vào L, thì sau đó mình phải chọn cái là thích hợp để cho cái error term này nó sẽ là little o của cái HG energy, và rõ ràng là HG energy nó là càng trên của cái quantum energy. Thì cái estimate này nó nói rằng là cái d mu n ở đây nó là support ở trên cái approximate HG ground state, tức là cái sắp xỉ HG ground state, và để mà chứng minh được cái thằng này nó hội tụ về thằng d mu có support trên trên gadolinium solution, thì mình phải làm lại cái blow up cho neutron cho boson trong trong HG theory, tức là mình chứng minh cái sự hội tụ của cái sắp xỉ HG ground state. Thì cái conclusion này rất là ngắn, nhưng mà cái chứng minh của nó thì không không có đơn giản, phải mất mấy tháng mới chứng minh được. Thì ok, thì đây là kết thúc cái bài talk của em. Thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe.